Chấp trước trơn như cũng chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Chấp trước bốn niệm trụ, cũng chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Chấp trước thánh đế khổ, cũng chấp trước thánh đế tập diệt đạo. Chấp trước bốn tịnh lự, cũng chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chấp trước pháp môn giải thoát không, cũng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Chấp trước tám giải thoát, cũng chấp trước tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Chấp trước pháp môn tam ma địa, cũng chấp trước pháp môn đà la ni. Chấp trước năm loại mắt, cũng chấp trước 6 phép thần thông. Chấp trước 10 lực Phật, cũng chấp trước 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Chấp trước pháp không quên mất, cũng chấp trước tánh luôn luôn xả. Chấp trước trí nhất thiết, cũng chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Chấp trước quả dự lưu, cũng chấp trước quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Chấp trước quả vị độc giác, chấp trước tất cả hạnh đại Bồ Tát, chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện, các hạng ngu si phàm phu không học hỏi ấy do vì chấp trước, nên nghĩ sắc thì đắc sắc, nghĩ thọ tưởng hành thức thì đắc thọ tưởng hành thức, nghĩ nhãn xứ thì đắc nhãn xứ, nghĩ nhĩ tĩ thể thân ý xứ thì đắc nhĩ tĩ thể thân ý xứ, nghĩ sắc xứ thì đắc sắc xứ, nghĩ thanh hương vị xúc pháp xứ thì đắc thanh hương vị xúc pháp xứ, nghĩ nhãn giới thì đắc nhãn giới, nghĩ nhĩ tĩ thể thân ý giới thì đắc nhĩ tĩ thể thân ý giới, nghĩ sắc giới thì đắc sắc giới, nghĩ thanh hương vị xúc pháp giới thì đắc thanh hương vị xúc pháp giới, nghĩ nhãn thức giới thì đắc nhãn thức giới, nghĩ nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thì đắc nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, nghĩ nhãn xúc thì đắc nhãn xúc, nghĩ nhĩ tĩ thể thân ý xúc thì đắc nhĩ tĩ thể thân ý xúc, nghĩ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thì đắc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nghĩ các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra thì đắc các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, nghĩ địa giới thì đắc địa giới, nghĩ thủy hỏa phong không thức giới thì đắc thủy hỏa phong không thức giới, nghĩ vô minh thì đắc vô minh, nghĩ hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não thì đắc hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não, nghĩ bố thí ba la mật đa thì đắc bố thí ba la mật đa, nghĩ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thì đắc tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nghĩ pháp không nội thì đắc pháp không nội, nghĩ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thì đắc pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh.